Tiêu xương là một hiện tượng như thế nào? Tuy hai chữ tiêu xương rất là đơn giản, nhưng hiểu kỹ về nó thì không phải là dễ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiến sĩ Trần Hùng Lâm giải thích về vấn đề này. Xin kính chào quý bà con, xin kính chào quý khán giả theo dõi chương trình Nhịp Cầu Y Tế. Thì chúng ta nghe rất là nhiều về tiêu xương. Thì thật ra thì tiêu xương đó là cái thuật ngữ mà dùng rất là chung, mà hay nói để về tiêu xương hàm đó, thì là chúng ta sẽ có cái xương hàm trên và xương hàm dưới. Thì như vậy tiêu xương hàm nói chung là để chỉ hai cái phần này, tức là cái phần mà quyết định cái khuôn mặt, cái phần mặt giữa cũng như là mặt dưới của chúng ta, tức là xương hàm trên và xương hàm dưới. Thì như vậy cái xương hàm là như là một cái xương nền. Thì trên xương hàm nó sẽ có cái phần xương gọi là xương ổ răng. Xương ổ răng nó sẽ neo giữ những cái răng. Thì như vậy khi mà gọi là tiêu xương hàm đó là tiêu những cái phần xương mà xung quanh cái răng, và nặng hơn là tiêu luôn cả cái phần xương bên dưới. Thì như vậy thì những cái hệ lụy nó sẽ rất là nhiều. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem là cái nguyên nhân mà tiêu xương hàm là do vấn đề gì. Thì tiêu xương hàm đầu tiên là chúng ta thấy là có phần tiêu cái xương ổ răng, tức là những cái bệnh lý mà ảnh hưởng đến cái phần răng, phần nha chu, nó làm tiêu cái xương này đi. Thì như vậy nó cũng là làm tiêu cái xương hàm. Từ đó nguyên nhân đầu tiên là bệnh lý về nha chu, làm tiêu cái xương quanh răng. Rồi sau đó khi mà tiêu xương nặng hơn, khi răng bị mất đi, thì cái lý do thứ hai mà rất là thường gặp mà làm tiêu cái xương hàm chính là cái mất răng lâu ngày. Thì chúng ta thấy xương là một cái mô sống, cho nên là khi mà mất cái răng đi thì trên cái phần xương hàm nó không có cái gì giữ, không có gì tác động cái lực lên xương. Thì đó cũng làm cho cái xương hàm nó bị teo đi, và nó làm cho cái khuôn mặt chúng ta thường nó sẽ đơn giản nhìn nó rất là xấu đi, nó sụp xuống và bị già đi. Thì đó là hai nguyên nhân rất là thường gặp gây ra cái tiêu xương hàm. Thứ nhất là bệnh lý mà là nha chu làm tiêu cái xương xung quanh răng, và thứ hai là cái vấn đề là mất răng lâu ngày. Tất nhiên thì còn một số cái nguyên nhân khác, chẳng hạn như về bị tai nạn hay bệnh lý về u nang hoặc vùng mặt cũng có thể làm tiêu xương hàm, nhưng mà những trường hợp đó sẽ là hiếm gặp hơn. Dạ. Thưa bác sĩ Trần Hùng Lâm, nói như vậy thì cái tỷ lệ mà hiện nay người dân Việt Nam đi, người dân lớn tuổi của Việt Nam mà bị tiêu xương chắc không phải là ít rồi. Cái tỷ lệ cũng khá là cao, tại vì khi mà những cô chú, những bà con mà chúng ta bị mất răng mà không có làm lại đó, hay là làm những cái hàm giả mà nó không khít sát, thì hầu như là khi mà tháo cái răng giả ra thì mình thấy là cái khuôn mặt mình nó bị biến đổi. Thì như vậy có nghĩa là một dấu hiệu đầu tiên của cái việc tiêu xương. Dạ, xin được cảm ơn lời giải thích hết sức là dễ hiểu của tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Như vậy thì tiêu xương thì nghe bác sĩ giải thích rồi, nhưng mà hệ lụy của cái người bị tiêu xương là như thế nào? Chắc rằng là bà con sẽ không thể nào hình dung được cái hệ lụy của nó nếu như mà chưa gặp phải, đúng không ạ? Và nếu mà không nghe bác sĩ Trần Hùng Lâm giải thích là khi chúng ta dỡ cái hàm răng giả ra bị méo một bên, hay là bị mớm một bên, hay là bị xấu đi gì đó, thì bà con cũng không biết là cái hiện tượng tiêu xương nó lại có những cái hệ lụy như thế. Nhưng cụ thể của nó sẽ là hệ lụy gì thì chúng ta sẽ nghe tiến sĩ Tạ Tố Trân vui lòng giải thích. Dạ, xin kính chào bà con cũng như là khán giả ngồi xem trên truyền hình. Thì khi mà bị tiêu xương hàm, giống như tiến sĩ Hùng Lâm đã nói, thì mình bị mất răng mà mình không trồng lại. Mà trồng ở đây có nghĩa là chỉ trồng implant thì mới giữ được xương hàm ha. Còn những cái phục hình răng khác, ví dụ như răng tháo lóc hoặc là răng cố định trên răng thật, thì khi mà mình bị tiêu xương hàm mà mình đến khi mà muốn làm phục hình, muốn làm răng giả, thì khi đó nó sẽ gây khó khăn trong việc mà làm phục hình. Rồi khi mà làm phục hình đó mà có những cái khó khăn, thí dụ như hàm tháo lắp nó không có được giữ vững, hoặc là cái hàm cố định mà nó không thẩm mỹ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Mà một khi chức năng bị ăn nhai mà bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cung cấp dinh dưỡng cho toàn thân. Thì khi đó đầu tiên hết là dạ dày nó sẽ không có được tiêu hóa tốt, thì sẽ dẫn đến đau dạ dày. Rồi cũng như là hấp thu dinh dưỡng nó không tốt, thì khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân của mình. Thì ngoài cái chuyện đó ra thì gián tiếp nữa là khi mà cái hàm xương hàm mà bị tiêu nhiều á, thì ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Là giống như lúc nãy thầy tiến sĩ Hồng Lâm cũng đã nói ha, thì khi mà mình mang hàm giả mà khi mà mình tháo ra thì cảm giác cái gương mặt của mình nó bị tớp lại hoặc là nó bị sụp xuống, thì khi đó đó là khi mà mình bị tiêu xương hàm nhiều thì cái gương mặt của mình có vẻ là bị mớm đi. Thì những trường hợp đó là những cái trường hợp ảnh hưởng đến diện mạo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của khuôn mặt. Xin hỏi khi bị tiêu xương á, giải pháp phục hồi như thế nào? Và khi thực hiện thì có đau lắm không? Xin cảm ơn câu hỏi của cô. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời bác sĩ Trần Hùng Lâm vui lòng tư vấn.
Cảm ơn câu hỏi của cô. Thì cái câu hỏi nó rất là thực tế. Thì mình thấy là như vậy, tiêu xương nó sẽ có nhiều cái hệ lụy, chẳng hạn về cái chức năng, về cái thẩm mỹ, rồi nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý mình nữa. Nhiều khi mình cái mình không có nhìn không đẹp á, thì mình cũng ngại giao tiếp. Thì vậy nó sẽ có nhiều cái hệ lụy khác nhau. Cho nên là cái tiêu xương là chắc chắn mình phải phục hồi lại. Thì thông thường những cách mà phục hồi và đơn giản nhất đó là làm những cái răng giả. Thì cô chú nào mà đeo răng giả lâu ngày đó, mình thấy những cái hàm giả nó rất là dày, nó có cái phần hồng đó, nó rất là dày. Thì cái phần đó chính là thay thế cái phần xương đã mất. Thì cái cách đó làm nó đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy là cứ sau thời gian á, thì cái xương nó lại tiếp tục nó tiêu. Và cô chú đeo răng giả mình thấy rõ hơn á, là những cái chỗ đó nó bị lép đi, hoặc là cái hàm giả mình bị lỏng. Tức là cái sau thời gian là phải đi làm lại. Tức là như vậy có nghĩa là cái xương nó tiếp tục tiêu. Cho nên là cái cách làm răng giả thì nó sẽ nhanh, nhưng mà nó sẽ không có ngăn ngừa triệt để cái chuyện tiêu xương. Thì như vậy cách thứ hai mà ngăn ngừa tiêu xương mà điều trị đó, mà phục hồi đó, thì đương nhiên mình phải ghép xương nữa lại, tức phải tái tạo xương. Tức là sẽ làm cho cái xương nó đầy lại. Thì ngày nay thì với cái khoa học và về nha khoa và răng mặt rất phát triển, thì có thể là có nhiều cách khác nhau để phục hồi lại cái xương mất đó. Có thể là dùng những cái vật liệu nhân tạo, dùng những cái vật liệu khác nhau, hoặc là trộn với một phần xương của chúng ta là xương tự thân. Thì thông thường là có thể là khôi phục rất là nhiều cái phần xương đã mất. Và sau khi mà tái tạo lại xương rồi đó, thì đương nhiên mình phải giữ xương. Thì nếu mình ghép xương xong mà mình không làm gì hết, mình làm đeo lại cái răng giả, thì cái xương nó lại quay ngược lại, nó bị tiêu. Thì như vậy cái xương mà đã ghép, đã làm cho đầy lên đó, thì thường nó phải cần có những cái chân răng nhân tạo nó giữ trong xương. Thì những cái chân răng đó chính là cái implant. Cho nên là cái cách mà để mà điều trị tiêu xương á, là phải tái tạo xương trở lại, phục hồi xương trở lại. Và thứ hai là phải cấy trên đó những cái chân răng. Và cái chân răng đó khi mà cô chú ăn nhai đó, thì cái lực tác động thì nó cũng góp phần là giữ cái xương nó lâu dài, không có bị tiêu đi trở lại. Cái phần thứ hai cũng rất là thực tế, và câu hỏi cô cũng rất là hay. Thường những cô chú lớn tuổi là mình cũng sợ đau, nhưng mà thật ra thì ngày nay thì với cái vô cảm, với những thuốc tê rất là tốt, thì hầu như là làm cái thủ thuật là xong, không có đau. Thì còn ngoài ra nếu như những ca mà những trường hợp mà khó hơn, thì có thể làm dưới những cái biện pháp như là cái tiền mê, hay là những ca mà rất là nhiều thì có thể làm trong bệnh viện chẳng hạn như vậy. Thì khi làm chắc chắn sẽ không đau. Rồi thứ hai, sau khi làm xong thì cũng sẽ có những cái thuốc hỗ trợ, rồi những cái cách chườm lạnh, nó sẽ làm cho cô chú là không có thấy quá khó chịu sau những cái thủ thuật về ghép xương. Cô nghe mấy cái từ gì mà nâng hàm rồi nâng xoang, cô hoảng lắm, rồi cô nói không biết mình có làm được không, phải nói là lo rồi không biết bác sĩ như thế nào. Đến khi cô nằm rồi cô được tiền mê xong rồi là cô thấy nó dễ chịu hẳn luôn á. Cô nằm trên đó mà em biết không, cái lưng cô nó ấm ấm mà nó dễ chịu, mà cô không có cảm giác là trông cho nó hết giờ, không thấy đâu. Là cô nghĩ là cô nhiều vết thương trong miệng lắm luôn á. Uống xong thuốc là cô đi xuống, tự đi xuống cầu thang, là cô về tới nhà là cô cảm thấy cô khỏe hẳn luôn. Là về đến nhà cô ăn cháo uống thuốc xong cô ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay là hết sưng mà sáng hôm nay là cô đã lau nhà được. Elite chào bạn. Để được tư vấn, bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.